gây chú ý với vai phản diện Bình An trong phim truyền hình Tham vọng giàu sang. Mỹ nữ 90 EI Nhật Hạ liên tục khuấy đảo mạng xã hội vì thông tin bất ngờ liên quan đến gia thế. Theo đó, EI Nhật Hạ kể cô thuộc dòng họ Nguyễn, người gốc Huế. Tên thật của Nhật Hạ là Huyền Tôn nước Nhật Hạ. Cũng theo nữ diễn viên, lúc mới sinh ra, theo gia phả thì đáng lẽ ra cô có tên công Huyền Tôn nước Nhật Hạ. Tuy nhiên, vì viết giấy khai sinh quá dài nên ông nội người đẹp đã bỏ chữ công, chỉ còn Huyền Tôn nữ. Nhật Hạ cho biết, nhiều khán giả chê cô đóng vai người ở trong Tham vọng giàu sang mà nhìn sang chảnh, tiểu thư quá. Nữ diễn viên trả lời, một số khán giả cứ hỏi hoài, thật sự thì tôi không biết nên nói làm sao. Tôi tự hào vì được sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Ba mẹ, ông bà, cô dì chú bác đều dạy tôi rất nhiều điều ý nghĩa về gia tộc và truyền thống. Với góp ý về chuyện ngoại hình sang quá, không hợp làm người hầu, tôi xin tiếp nhận là cố gắng thay đổi trong những dự án sau. Nhờ độ hot của bộ phim Tham vọng giàu sang, khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin về Nhật Hạ nhiều hơn. Ngoài đời thực, nữ diễn viên có phong cách khá trẻ trung, tươi mới. Cô hay diện những trang phục theo kiểu tiểu thư sang chảnh. Nhật Hạ gia nhập showbiz từ rất sớm, tầm hơn 15 năm trước, cô đã nổi danh với vai diễn trong Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật. Tuy nhiên, đến năm 20 tuổi thì Nhật Hạ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi sinh con. Tiếp đến, cô tăng cân nhanh chóng, có thời điểm nặng gần 90kg dù chỉ cao khoảng 1m66. IA Nhật Hạ chia sẻ, tôi lập gia đình và sinh con rất sớm. Chỉ mới hơn 20 tuổi là lên chức mẹ rồi. Lần đầu làm mẹ, cảm giác bỡ ngỡ và hoang mang là có thật. Trong suốt thai kỳ, tôi ăn rất nhiều, kết quả là tăng gần 40kg, cả người đầy vết dạn. Nhiều lúc người nhà hoảng hốt vì tôi ăn cùng lúc hai tô to. Ai nói gì tôi cũng mặc kệ, cứ ăn để em bé khỏe. Nổi tiếng sớm khiến tôi vô lo vô nghĩ. Thời điểm này tôi không quá để tâm đến ngoại hình dù đang là diễn viên. Tôi cao 1m66, nặng 87kg. Bạn tưởng tượng được không? Tôi to như con khủng long, giờ nhìn lại hình ảnh lúc trước, tôi còn không dám xem nữa mà. Sau khi sinh xong, tôi mất thời gian dài để giảm cân. Tuy nhiên, tôi thấy tất cả những việc này là hoàn toàn xứng đáng. Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ, có xấu xí vì con thì cũng được. Mang con gái đến với thế giới này là một trong những điều thành công nhất tôi từng làm được. Nhiều người có phải tôi hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không? Tôi thấy chẳng phải hy sinh gì cả, đó là lựa chọn. Con gái là động lực để tôi cố gắng. Có thể khi dừng lại 4 đến 5 năm để lấy chồng sinh con, tôi đi chậm hơn bạn bè đồng nghiệp thật đó. Nhưng khi mệt mỏi trở về nhà, tôi có nơi để mình tựa vào. IA Nhật Hạ thú nhận, cô từng can thiệp thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại, là diễn viên. Tôi nghĩ mình phải quan tâm đến chuyện luôn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút nhất. Tôi có tiêm cằm, tiêm môi. Khi tiêm, tôi đã tính toán, nghiên cứu kỹ càng. Tôi thấy bên cạnh ý kiến chê thì cũng có nhiều người khen Nhật Hạ xinh và thời trang hơn trước nữa.
việc can thiệp thẩm mỹ, nếu mình làm lỗ, không biết điểm dừng thì sẽ dẫn đến chuyện mất nét tự nhiên. Khi đó, đóng phim sẽ khó khăn vì biểu đạt cảm xúc không được chân thật. Còn riêng trường hợp của tôi thấy cũng không có lỗ gì hết, chỉ là tiêm một chút vào môi và cằm thôi. Thẩm mỹ giống như con dao hai lưỡi vậy đó, biết điểm dừng thì sẽ tốt, còn nếu không biết điểm dừng thì tự làm mình đứt tay thôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.